tiếp tế cũng hơi khó nữa. Nhưng mà có. Xin ông cho biết là những đánh giá của ông về vai trò quan trọng của khu kinh tế Vân Phong trong sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Đặc điểm của Vân Phong á là trong cái vịnh này, nơi mà chúng ta làm cái cảng ở trong này là dựa theo cái bán đảo này và cái đảo này thì nó khoảng chừng 100 km bờ biển để mà làm cảng. Thì đặc điểm là nó cái độ sâu của nó không ở đâu bằng trên cả cái Á Châu này. Yokohama chỉ có 16 mét độ sâu, Singapore chỉ có 21,8 mét độ sâu. Ở trong Vân Phong này có chỗ tới 27 hay tới 37 mét độ sâu và có thể tiếp đặt được những chiếc tàu lớn nhất của thế giới hiện nay hay trong tương lai. Có thể nói rằng chỉ có vịnh Vân Phong là tiếp nhận được những tàu 300.000 tấn, 500.000 tấn trở lên. Có thể tiếp nhận được những cái tàu chở thùng, chở là gọi là chở container đó. Lớn nhất của thế giới hiện nay, lớn nhất là gì? Hiện nay đương sử dụng là 10.000 thùng. Ở Sài Gòn chỉ vào được vài nghìn thôi. Nhưng ở đây là không phải là 10.000 thùng. Cái tàu lớn nhất hiện nay đương được đóng ở bên Đức là 15.000 thùng. Và đã có dự án đóng những chiếc tàu 18.000 thùng. Thì chỉ có vịnh Vân Phong ở đây là tiếp nhận được những cái tàu lớn như vậy. Hay những cái tàu dầu là 500.000 tấn. Đi từ ở bên các nước sản xuất dầu như bên Trung Đông qua bên Vân Phong là có thể mình tiếp nhận được. Cho nên cái đặc điểm của Vân Phong là cái chỗ là nó là một cái cảng sâu nhất của Á Đông. Và nó có những cái mặt nước lớn nhất để có thể đậu hàng chục chiếc tàu, hàng trăm chiếc tàu trong đấy. Thì nói chung lại theo cái nghiên cứu của Cục Hàng Hải báo cáo thì Vân Phong là duy nhất ở trong toàn cái cõi Đông Nam Á này có được một cái tài nguyên thiên nhiên cực kỳ quý giá để Việt Nam có thể hướng ra biển. Và đây là một cái chương trình xây dựng một cái thành phố cảng biển 100 năm nữa, 200 năm nữa để biến thành ra là cái trung tâm thương mại tài chính kinh tế lớn nhất của Việt Nam theo kiểu như là Tokyo, Yokohama hay là New York, San Francisco vân vân. Từ ngày có quyết định thành lập thì tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư, ban hành cơ chế và chính sách ưu đãi để thu hút dự án. Thế nhưng hơn 3 năm trôi qua thì khu kinh tế Vân Phong vẫn chưa triển khai được nhiều. Thì xin ông cho biết là nguyên nhân tại sao? Khi mà chúng ta làm một cái chương trình lớn như thế này thì cái vấn đề đầu tiên cần phải làm là phải có quy hoạch. Thì quy hoạch tổng thể của cái thành phố cảng này là giao cho Bộ Xây dựng làm quy hoạch. Thì Bộ Xây dựng mới chỉ làm cái quy hoạch gọi là vùng thôi, còn sơ sài lắm, chưa có đủ để mà những nhà đầu tư có thể an tâm mà đầu tư vào đấy được. Thì cái mà cần phải làm tức là phải có một cái tổ chức có đủ kinh nghiệm quốc tế để mà xây dựng một cái quy hoạch đúng theo cái tiêu chuẩn quốc tế để phát triển cả một cái khu rộng lớn như thế này. Thì cái quy hoạch đó chúng ta chưa làm. Hai nữa đó là Vân Phong là nằm ở trong cái tỉnh Khánh Hòa, tức là nằm trong cái địa phận của những cái bờ biển đẹp nhất của Việt Nam. Từ Đà Nẵng xuống cho tới Ninh Thuận là những cái bờ biển đẹp nhất không phải của Việt Nam mà của cả Đông Nam Á. Trong khi ta có những bờ biển như vậy, ta lại xây dựng một cái cảng lớn như thế này thì không thể nào không có cái tác động môi trường được. Tại phải quy luật của vấn đề tài chính thế giới, quy luật của ngân hàng thế giới là không tham gia vào trong bất kỳ một cái dự án nào quan trọng mà không có cái nghiên cứu tác động môi trường đầy đủ. Cho nên tại hỏi tại làm sao mà có cái sự chậm trễ. Chúng ta là cái nước chủ nhà, chúng ta có một cái bảo vật mà sẽ phát triển không phải 100 năm tới mà 200-300 năm tới, thành ra là một cái cảng, một cái thành phố cảng lớn nhất của trong khu vực, thì chúng ta phải đầu tư để mà nghiên cứu quy hoạch như thế nào cho cái thành phố này nó thành ra là cái thành phố đúng với cái tầm quan trọng của nó. Như đã nói ở trên thì vai trò của khu kinh tế Vân Phong đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế cả nước nói chung là rất lớn.
Vậy thì theo ông thì nhà nước nên có những hỗ trợ gì để giúp đẩy nhanh tiến độ của dự án này? Là đây là một cái dự án nó có cái tầm cỡ quốc gia mà nó có cả tầm cỡ quốc tế. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải làm tất cả những cái gì mà đáp ứng cái những cái nhu cầu, yêu cầu, tiêu chí của một cái dự án như vậy. Thì đấy là cái việc mà nhà nước Việt Nam cần phải làm và cần phải làm sớm. Và việc này không phải chỉ là một bộ có thể làm được. Việc này là việc của cả chính phủ làm. Cần phải có một cái ban quản lý tầm cỡ quốc gia và có lẽ là phải thủ tướng chủ trì hay là một phó thủ tướng chủ trì để mà có thể mà điều phối cái vấn đề phát triển một cái dự án. Thứ gì nữa, đã như vậy rồi thì nhà nước phải để ra những cái phương tiện cần thiết để mà phát triển đó. Cái ban quản lý đó phải được có một cái ngân sách đầy đủ và cái ngân sách phải do cái ban dự án đứng ra trình bày của Quốc hội cần dùng bao nhiêu tiền để mà làm cái quy hoạch tổng thể, cần dùng bao nhiêu tiền để làm cái nghiên cứu về vấn đề kỹ thuật phát triển 100 km cảng ở trong này, chứ không phải là chuyện là một hai cái cầu cảng, nó hàng chục cái cầu cảng hàng, rồi trong đó nó bao nhiêu những cái gì cần phải làm xây dựng cái cảng như vậy. Tất cả những cái đấy là phải nghiên cứu, phải có Quốc hội thông qua một cái ngân sách đầy đủ để làm việc. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của truyền hình VTV.